Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Chủ tịch Nguyễn Đức Trung bị đình chỉ công tác. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ngày 11 tháng 8 ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Diễn biến xảy ra sau các đồn đoán nói rằng ông Trung sẽ bị Đảng Cộng sản kỷ luật Quyết định ngày 11 tháng 8 của Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc nói việc tạm đình chỉ là để xác minh điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày kể từ ngày ra quyết định nêu trên. Ông Nguyễn Đức Trung là Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội từ năm 2015 đến nay. Trước đó ông Trung là bí thư Đảng ủy, giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Trong quá trình công tác, ông từng được khen thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất 2009, 2012, Huân chương Chiến công hạng ba 1998, 2001, 2009. Anh hùng lực lượng vũ trang tháng 10 năm 2004. Trước đó đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai cán bộ gần cận chủ tịch Hà Nội, Nguyễn Đức Trung và một nhân viên của Bộ Công an. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ngày 22 tháng 7 phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với ba bị can. Hai bị can gần cận với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là Nguyễn Ngọc Anh, cán bộ phòng thư ký biên tập tổ giúp việc và Nguyễn Hoàng Trung lái xe riêng của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Bị can thứ ba là Phạm Quang Dũng, cán bộ công an thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và buôn lậu C03 Bộ Công an. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với ba cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật trong vụ án công ty Nhật Cường do cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra, bản tin trên trang của Bộ Công an đưa tin. Một thứ trưởng Bộ Công an vào cuối tháng 6 cho biết đây là đại án tham nhũng rất nghiêm trọng được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là trưởng của ban này. Bộ Công an khởi tố vụ án Nhật Cường hồi tháng 5 năm 2019 và C03 là nơi thụ lý điều tra vụ án. Tổng cộng có 26 bị can cho tới lúc này và bị can chính là Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc của công ty Nhật Cường Mobile. Bị can Huy hiện đang có lệnh truy nã quốc tế đã bị khởi tố 4 tội danh trong đó có tội buôn lậu và rửa tiền. Bùi Quốc Việt, anh trai của Bùi Công Huy mới đây cũng bị bắt để điều tra về tội buôn lậu. Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm từng nói bằng mọi biện pháp cách gì có thể làm được thì đều làm để bắt cho bằng được Bùi Công Huy. Trong số các bị can có cả cựu tránh văn phòng thành ủy thành phố Hà Nội, nguyên giám đốc sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội và tránh văn phòng sở kế hoạch đầu tư. Vụ án Nhật Cường Mobile được báo chí đăng tải nhiều trong những tháng qua sau các hoạt động kinh doanh trúng thầu liên quan đến một số dự án thuộc thành phố Hà Nội bị cho là gây ra có nhiều sai phạm. Thưa quý vị và các bạn, Trước đó ngày 2 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 1 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với ba bị can về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật, trong đó có lái xe của ông Nguyễn Đức Trung và Phó trưởng phòng thư ký biên tập văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Cụ thể, quá trình điều tra vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại Hà Nội ngày 21 tháng 7 năm 2020, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ba cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Công ty Nhật Cường, do cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra. Ba bị can bị khởi tố gồm có Nguyễn Anh Ngọc sinh năm 1974, trú tại phường Bồ Đề, Long Biên, thành phố Hà Nội, phó trưởng phòng thư ký biên tập Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Nguyễn Hoàng Trung sinh năm 1983, trú tại phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, lái xe riêng của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Và Phạm Quang Dũng sinh năm 1983, trú tại Tân Triều, Thanh Trì, thành phố Hà Nội, nguyên cán bộ công an thuộc C03, Bộ Công an. Liên quan đến vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 cũng cho biết cơ quan này đã mở rộng điều tra vụ án buôn lậu vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại xảy ra tại công ty Nhật Cường. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị có liên quan vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo. Mới đây nhất, ngày 9 tháng 7 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với hai bị can. Đó là Bùi Quốc Việt sinh năm 1970, nhân viên công ty Nhật Cường bị khởi tố điều tra về tội buôn lậu. Bùi Quốc Việt là anh trai của bị can Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường. Bị can thứ hai là Võ Việt Hùng sinh năm 1976, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đông Kinh bị khởi tố điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng cuối tháng 1 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam 3 bị can gồm có Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, trưởng ngành hàng điện thoại cũ của công ty Nhật Cường. Quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã bị can đối với Đỗ Văn Hùng về tội buôn lậu theo điều 188 Bộ luật tố tụng hình sự cũng liên quan đến vụ án này ngày 8 tháng 12 năm 2019 cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c03 đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ông nguyễn văn tứ tránh văn phòng thành ủy thành phố hà nội và phạm thị thu hường tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư hà nội về tội điều tra để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng Sai phạm của ông Tứ được xác định xảy ra tại thời điểm ông này làm giám đốc sở kế hoạch và đầu tư. Từ năm 2016, ông Tứ đã ký quyết định phê duyệt gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký kinh doanh doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 với giá trị gần 43 tỷ Việt Nam đồng, nguồn vốn chi từ sự nghiệp khoa học công nghệ. C03 đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt khám xét đối với ông Nguyễn Tiến Học, cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, bà Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, và Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đông Kinh. Ba người này cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 222 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy được xác định là kẻ cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ Việt Nam đồng. Bùi Quang Huy bị khởi tố 3 tội đó là buôn lậu, vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trốn thuế và rửa tiền. Đã trốn khỏi Việt Nam và bị truy nã quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, con đường thăng tiến của ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Trung bị đình chỉ công tác 90 ngày kể từ ngày 11 tháng 8 và ông Trung từng gắn bó lâu năm với ngành công an, có quân hàm, thiếu tướng Nguyễn Đức Trung sinh năm 1967, chuyên môn nghiệp vụ Đại học Cảnh sát chuyên ngành điều tra tội phạm, Đại học Thương mại ngành quản trị kinh doanh, học hàm, học vị, tiến sĩ luật. Từ tháng 10 năm 1985 đến tháng 5 năm 1990, học viên trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Từ tháng 6 năm 1990 đến tháng 10 năm 1997, cán bộ đội trọng án Phòng Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 11 năm 1997 đến tháng 3 năm 1999, đội phó đội trọng án phòng cảnh sát điều tra, công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 4 năm 1999 đến tháng 10 năm 2001, đội trưởng đội trọng án phòng cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 11 năm 2001 đến tháng 10 năm 2004, phó trưởng phòng cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội từ tháng riêng năm 2002 đến tháng 11 năm 2010, điều tra viên cao cấp Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 11 năm 2007, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 9 năm 2010, trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 9 Năm 2010 đến tháng 3 năm 2011, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiêm trưởng phòng cảnh sát hình sự. Từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 9 năm 2012, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 5 năm 2011, đại biểu Quốc hội khóa 13 ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Từ tháng 6 năm 2012, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 09 của thành ủy và ban chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội. Từ tháng 9 năm 2012, bí thư đảng ủy giám đốc công an thành phố Hà Nội, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đến tháng 12 năm 2012. Từ tháng 10 năm 2012 Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo 197 thành phố, ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thành phố Hà Nội. Từ tháng 11 năm 2012, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015. Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống khủng bố thành phố, ban chỉ đạo khẩn huy khẩn nguy hàng không thành phố, phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích thành phố từ tháng 12 năm 2012, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015. Từ tháng riêng năm 2013, Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Từ tháng 7 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ thăng cấp hàm thiếu tướng. Từ tháng riêng năm 2014, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội. Từ tháng 11 năm 2015, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2015, phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Từ ngày 14 tháng 6 năm 2016, tái đắc cử chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Nguyễn Đức Trung hay thường được gọi là Trung con là con nuôi của những chức vụ những người cao cấp trong Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có Lê Hồng Anh từng là bộ trưởng bộ công an và vì những ông bố nuôi này mà nguyễn đức trung đã từng bước leo nhanh leo cao từ một tên chỉ là một kẻ trong ngành công an của hà nội chỉ là một điều tra viên nhưng với những ông bố đỡ đầu cho mình và thăng tiến một cách nhanh và mạnh như thế và trở thành một ông chủ tịch thành phố hà nội trẻ nhất từ trước đến nay Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi